Đây, mình chẳng hạn các bạn nha. Hôm nay mình sẽ với các bạn về cảnh máy cắt lúa ở quê mình nha các bạn. Thì ở bên đây thì hai chiếc cắt trung mẫu nha. Chiếc này thì 70 nha các bạn. Đó, chiếc này 70G cái gì nè. Đây, còn đầu dưới đây đang cắt lên nó là chiếc 105 nha các bạn. Đây, cái đồng bên kia thì đang cắt lúa rồi đốt đồng ha. Bên đây là cặp 70 nữa nha các bạn. Đó, cặp 70 cũng đang cắt chung mẫu nữa nha. Đây, hai chiếc dí 70 với 105. Hai chiếc dí gô này cũng sắp xong rồi nha các bạn. Đây, 105 này nha. Đó, cái hàm cắt nó dài ghê luôn không. À, đẩy cái lối xuống nè. Đó, 70 đang cắt cái lối lên nè. Đó, cảnh quê miền Tây mình thu hoạch lúa rất là nhộn nhịp nha các bạn. Rồi, chiếc 105 đẩy lối lên nó 70 đẩy lối xuống nó là xong luôn nè, xong cái miếng đất này luôn nè. Miếng đất này hình chữ L nha các bạn, nó đưa sâu vô bên đây ha. Rồi, máy cầu lúa qua cái bờ mẫu chờ rồi. Đó, hai chiếc đang dí lên đó. Chiếc dí lên, chiếc dí xuống. Bữa nay đó là cắt cái cánh đồng này muốn xong luôn nha các bạn. Muốn hết đồng luôn nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hôm nay như còn 6 miếng đất nữa, 6 mẫu nó hết rồi. Dí quá từng dí. Cái đồng ở đây mấy bữa nay mấy chiếc này cắt muốn hết luôn. Rồi, 70 làm gì cắm đầu rồi các bạn ơi. 70 sao cắm đầu nè. Nhập cái đất lên rồi nè. Rồi, 105 đẩy cái lối xuống luôn các bạn ơi. Đây, lối này là xong luôn rồi nha. Rồi, 70 lên nè. Wow, 70 lỗi kìa. Trời ơi, chứ 70 kìa. Dùng mẫu. Mẫu ra cái mấy miếng ngoài đã cắt một ít nữa rồi. Rồi, anh này đang bắt chuột kìa, thấy chưa, chụp kìa.
Vừa dính nữa. Do là mình đang ở trên cao quay cho nên nó có hơi gè gè gió rồi mạnh đó các bạn, thì các bạn thông cảm cho mình nha. Rồi cặp máy này qua mẫu mình đã cắt chung luôn rồi, cắt cho nó lẹ. Các bạn thấy bầu trời chuyển mưa cũng đen thui luôn. Đó, cái chiếc 105 này không biết có vượt mẫu qua theo không nha. Rồi, vượt mẫu luôn rồi các bạn ơi. Chưa thấy vượt qua rồi ta. Xa quá không thấy rõ. Chưa, còn mà nằm mà mẫu bên đây vậy. Rồi bay bao rồi. Rồi không thấy luôn rồi. Rồi vượt qua bà mẫu bên đây ạ. Đâu có lúa đâu mà ấy ta. Cắt ta. À, cắt lúa lại cặp bờ các bạn ơi. Còn mấy cái lối cặp bờ nè ha. 105 đẩy cái lối cặp bờ lại. Đó 70 cắt miếng bên kia kìa.